biết thật travel by plane thôi đầm na tam chuyển hoa đại bây giờ khai dân khai thác chi chuyển hoa nè và dân người ta ơ chân không sợ không là ngày nào mỗi khi ông được ai bán chi chuyển hoa kì nè I okay I will be able to travel by plane someday bạn xong cô rất chỉ là bóng phổ nè sắc xa và xong lấy dân ốc này và thằng này chúng bạn mau bắt đầu tiết mê riêng dân lên bây giờ làm thằng ấy đó thằng ấy tì chất sập rằm mùi hỏi và bạn cho ra hơn mình đến hay bóng ôn đài riêng toàn hiếm ok kết đây bóng ôn đài mình toàn scroll channel để cho đến cứ ai mơ tạm đằng bàn á hay bóng ôn chui share với tàu được cần này nó mật phẹt để chồng đến ông lấy có scroll channel để cho đến phóng là bạn ọc cùng chẳng ok chẳng ở trên nóng chương dương tựa tô ngày nay cứ tựa tô nâng ở ca su bọt vì sao tự lên cao bà tê là khá clear vì vậy đó đôi ta nè lọc tựa cao bà tê và tê tự bàn mà bà tê ấy chỉ đào một chẳng mong bốn clear thì lo nó không ca bà gì bà chăm ngay á và chẳng dương mau mơ gọi là nhí ê kê tha have you ever travel abroad chắc cả na ba cái bà biết ta have you ever hãy bộ đồng verb three này cứ kí số thả ta nè thloap cho tệ chắc mong muốn làm bài chọn con anh và cái mong muốn con tại đồ vi ở từ họ thả nè anh thloap ban khơi lục ru đôi chân riêng đôi toal này để chụp toal là chụp chỉ một nửa chắc những anh vậy ta have you ever chụp những anh bà biết thả seen see từ chữ seen verb 3 របស់ seen in person មក have you ever seen crew date rian in person have you ever met teacher date rian in person whatever okay តើអ្នកឯងធ្លាប់បានទៅលេង go wat ទេ have you ever been to uncle wat ជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្នៃមកណាបាទបាន B គេតបថា yes I have I went to 6 countries when I was studying abroad okay yes I have mean that club ban to leng krao prateh chraun dae na chang kon nyei tha I went to 6 countries when I was studying abroad prae tha khnyom ban to kan 6 countries prateh 6 prateh ba when I was studying abroad no pe de khnyom kompong tae rian nou krao prateh ka khnyom rian nou phumia na bong bon ba a nang chea kreuh chea prateh dabong dae khnyom to rian ba prateh phumia tam pat dân kết thai chia bà tế kỳ cỏ tại bà xin này dân tất đo tấu ban đơn thà bà tế mùi nắng bà tì cỏng thông mây ghê với nhau hố xa ạt mình tên plow ghê bà lôi hay xong thì sọc xo vật xo vật đập hiếp chút hơn còn bà đá ná bà bần tà lớn vì mình bánh hà đường dù bài tớ riêng bà bạn tịch cả lúc tần đầu nắng sọc xoan trán bà tế nắng lọ mình tên bà xong ngọc sọc lọ á bà dân when I was studying abroad chăm ban tập mùi bà tế hai ban nè A cái ta wow wow you are awesome và biết thằng wow đứng bực không ai chứ đừng phải thầm mấy chứ còn nó bị ưu tiên là những anh vậy ta wow không ai nhớ cái nè oh to nè wow ai phải thằng oh to chôm nè bị cái nè you are awesome ủa đại lôi oh to mong mà oh cha mày đến what are those five countries What are those five countries? Ta bà tê tên bà muốn bà tê nạc là đàn ai bàn tàu. Những cái số là what are those five, six countries? Bà, hay bạn bì kia ta I've been to Myanmar, Lao, Vietnam, China and the last one is Thailand. Chắc bạn bì kia ta I've been to, khi em bàn tàu nha. I've been to Myanmar, khi em bàn tàu ở bà tê Phú Mía, Lao, bà tê Chân, Vietnam bà tê Lao, bà tê Việt Nam, bà tê Chân hay nâng the last one is Thailand trong cái đó cứ bà tê Thái nâng bà ôn bà tê Thái nâng cứ chìa bà tê được trong riêng ăn đụng đập trong cái đó nâng bà rì ai Lao, Việt Nam hay nâng Chân nâng còn là tàu lê nhé bà ở miền ấy tàu nâng nâng bà có tàu lê trong đằng bà tê viêm mà chắc bà ok ok hai bà nờ ê kê tha Do you like traveling abroad and why? Yesu ta, nãy chú chất traveling chẳng like đi trong chụp riêng chẳng tha do you like nhưng I like to do something rồi còn like bộ bài anh chị màu nè I like reading, I like studying, I like blah 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 I like listening chẳng do you like traveling abroad and why? Và ta nãy chú chất đào lên thua đầm náu tao khảo bởi thế do you like traveling abroad? Do you like traveling abroad? Hát ảnh chúng bạn bị cái thằng yes I do cho chất ta cho chất khăng yes I do
I really like traveling abroad because I can discover new things and cultures. But chẳng bạn bị cái thầy yes I do. Má anh mê nói chúng bật cho chất traveling abroad á, cho chất đa lên cao bật tế ha. Bị bố, I can discover, bọn bốn biết thật discover nhưng bà thà rộp khơ như có sắc xa nó discover này bà thà rộp khơ như có sắc xa nó discover. Khi ông ai rộp khơ như có sắc xa nó new things nó riêng nâu rương rao thamay thamay and cultures hay nâng vập bà thô cái thamay thamay bố nâu gà lãnh mũi mình ở bây ni vập bà thô rương thamay thamay đã đổi cái này nà bọn cổ bà tê thằng ớ cứ miên rương để khóc khóc bì dương chẳng dừng ai sắc xa bởi thi bà gà lãnh nàn đi bàn nhắn không bốn bà. Ok, cái mình culture khó khăn như chân về thì dân tập cao bởi thế. Yeah, we can travel, we can see new things, we can learn culture, language, right? Food, environment, you know, every country has different culture, different atmosphere, right? Language, food, blah, 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 right? So, when we travel abroad, we learn new thing in culture, language, and so on. Right? I am not lucky enough to travel abroad. But ban A cái gì bài on chat đó na. I am not lucky enough to travel abroad. Chẳng biết tha not lucky ấy thay mình enough phải tha. Mình sầm nang lỏ cướp quan na. Khmien sầm nang cướp quan với khmai dễ cái na. Khiom khmien sầm nang cướp quan làm bây giờ lấy cái nào cái thằng kê thế. Chắc mà bốn ai mà bài biết tha lucky enough nít. Đô bì à này, cô nở niếm ít tao tập bản năng tao tao tham khi nhóm mình lỏ cực quan. I am not good enough khi nhóm mình lỏ cực quan to love you lỏ mình cực quan bây giờ lạnh nhạc tê ngờ mới tiết khi nhóm lỏ mình cực quan làm bây từ tụ bàn hà rồi bà co rồi còn bây sang lê rồi bà khi nhóm viên mình lỏ cực quan làm bây từ tụ bàn hà rồi bà co. My English is not good enough to get scholarship, you know? Okay, my English is not good enough to study abroad, you know? Những đạo màu này mà nó không có bạn chẳng biết tao là dân riêng này chẳng bạn ai tự ruột nè bạn bà cài. Ok, bạn bì cái thầy yes, you can save some money, create luck by your own self. You can save money này anh xóm lối and create bằng bố anh ta create luck nè, bằng cách xùm nàng bạn bằng bố bà create luck bằng cách xùm nàng by your own self đấy luôn anh nè. You can save money and create luck by your own self. Nãy ai bằng cách lối ơn xong lối hơi bằng cách xong nàng ở khuôn anh. Ở miền trăm lucky enough vậy thế. Tao là không được khuôn anh. Cũng trăm lucky enough bàn tay. Và chẳng bán cảm thấy cái to tiết thầm ấy. Due to my financial situation, I think I cannot afford I cannot afford to travel abroad. Chẳng biết tha due to bởi tha dùng từ tạm due to đến dùng từ tạm my financial situation biết tha financial situation nhưng bởi tha sthana phiệp hi răng vật thổ anh đang gọi tha financial situation chẳng financial situation sthana phiệp hi răng vật thổ nó là cái nào còn bây giờ vậy tao gọi tha bị bắt á về sthana phiệp lôi nó về lôi cạn mình cướp quan chẳng có ổn bạn. Due to my financial situation, I think I cannot afford to travel abroad. Đó thật. Dùng từ 8, sẽ thay là phép lôi cạp bỏ khá nhóm hay rách bật thổ. Chúng kết thật khá nhóm, I cannot afford. Chẳng, bởi kênh nào để dân pra biết thật cannot afford to thuê mỗi bởi thật. Mì ọt ách miên lạch tập hiệp. Nắc miên lạch tập hiệp cực rõn đảm bây giờ nó kêu thật cannot afford. Bởi dân dây vì lôi cạp, dân ọt miên lôi cực rõn đảm bây tình. I cannot afford to buy this car. Chứ anh ấy, bà thà dùng tam ở sở thà nạp hiếp sở thà nạp hiếp hề ranh bà thốt. I cannot afford to travel abroad. Khi nhóm mình ách lây lô của nó, khi nhóm mình ách mình lạch tập hiếp của con là bây giờ lên cái rào bà tế tế. Alright, bạn bì cái ta don't limit your ability. Don't limit your ability. Công bì thà limit bà thà cầm nọt. Công cầm nọt sở mặt tập hiếp bò của anh. Mà đây thà công ơi kết tạc luôn anh mì tập bắn năng á. Không ai được con anh on với ai từ rồi anh dừng limit ability bao nhiêu ngay chẳng don't limit your ability không cầm nát sự mặt đập hiệp bọn anh ở nơi tầm năng. You have a strong capacity capacity more than you think. Này anh mean strong capacity biết ta capacity này là tha sự mặt đập hiệp nè ông bốn mean sự mặt đập hiệp khăng khla. You have a strong capacity
miên sự mặt phê không khlu nó tham ở pull nè miên sự mặt phê không khlu được tham ở pull khang khang more than you think tròn chỉ chieng này cất từ tít đó nè don't limit yourself your ability don't limit your ability cũng cũng not sự mặt phê của anh vẫn năng ba you have a strong capacity more than you think này miên sắc cả đàn miên cả tham miên tham ở pull miên sự mặt phê tròn khăng chỉ chieng này cất từ tít chẳng có nè ba hai bạn cái thằng okay I will be able to travel by plane someday but chẳng hạn đi cái thằng okay I will be able to trong lần ác travel by plane mà bốn biết thằng travel by plane thôi đầm na tam chuẩn họ đại bây giờ cái mày dân cả thằng chỉ chuẩn họ nè và chẳng cái thằng chẳng trong giờ không là ngày nào mỗi trong lần ác bán chỉ chuẩn họ cái nè I okay I will be able to travel by plane someday bạn bài tập đấy ok khi nhóm kết tập khi nhóm mà nào cốt nâng ác bạn chỉ dùng hoa nâng kê thay nam mùi nhớ cái đó không vốn bạn bị người ta yes smart commitment yes smart commitment bài tập ok smart commitment ca tăng chất để chát với ca tăng chất đó là o that's smart commitment ok commitment cái ca tăng tăng chất bằng vốn bà ok chẳng hề khi nhóm xôm tập lập màu an chỉ với bóng phổ ôn dư dư mùi mùi lăng bình sân á xâm rạp bóng phổ ôn đại trong rầm lực an chỉ mùi sống tỏa lỡ dương màu an chỉ mùi khỉa bóng phổ ôn và bóng phổ ôn đại bà cài hay mấy thế tại bóng phổ ôn trong dương an ông lê chỉ mùi khỉa tầm bà đồ ná mùi mùi ok tỏa chẳng cái này ní here we go A say have you ever travel abroad have you ever travel abroad yes I have I went to 6 countries when I was studying abroad. Have you ever traveled abroad? Yes, I have. I went to 6 countries when I was studying abroad. All right. And the next one is, wow, you are awesome. You are awesome. What are those 6 countries? Wow, you are awesome. What are those 6 countries? I've been to Myanmar. Laos, Vietnam, China, and the last one is Thailand. I've been to Myanmar, Laos, Vietnam, and China, and the last one is Thailand. Okay. And do you like traveling? And why? Do you like traveling? Why? Yes, I do. Yes, I do. I like traveling abroad because I like traveling abroad because I can discover new things and culture. Yes, I do. I really like traveling abroad. I really like traveling abroad because I can discover new things and culture. All right. And one more. I am not lucky enough to travel abroad. I am not lucky enough to travel abroad. You can save money and create luck by your own self, your own self. You can save money and create luck by your own self. Okay? You can save money and create luck by your own self. Okay, the next one is due to my financial situation, I think I cannot afford to travel abroad. Due to my financial situation, I think I cannot afford to travel abroad. Don't limit your ability. You have a strong capacity more than you think. Don't limit your ability. You have a strong capacity more than you think. Okay? And then they say, okay, I will be able to travel abroad. No, I will be able to travel by plane someday. I will be able to travel by plane someday. Okay, I will be able to travel by plane someday. Yes, smart commitment. Smart commitment. Yes, smart commitment. All right. So, have you ever been abroad? And how many countries have you been to? For me, I've been to 6 countries in my life, but just in Asia. But in the future, I plan to go to Europe. Maybe America, Australia, France, yeah, whatever. But I want to go to, yeah, not Asia. I want to travel like
especially maybe Australia, yeah, America. It's just only in my dream. Someday I will go there. And if someone who are living in America, Australia, don't forget to say hello to me when you see me. Thank you so much. Bye bye.